nghĩ bạn này nhảy thế là ok rồi. Thôi đứa chị nhảy nhót nữa, kia đi chơi một bữa đi. À, hôm nào là phải quả party thật lớn này. Đâu. Bà Pepon. Mang. Wow. Đỉnh nhảy ghê thế. Nhảy phải nhảy như thế, anh Hải à? Thôi, anh em đi đây. Đi anh Hải ơi. Anh Hải đi. Anh Hoàng Hải. Anh đang làm gì đây ạ? À, anh chỉ đi ngang qua đây và nhìn thấy em nhảy. Em nhảy rất đẹp, anh rất thích. Em nhảy cũng bình thường ạ. Em rất thích những ca khúc của anh. Vậy ạ, cảm ơn em. Nhưng mà em có thể chỉ lại cho anh với động tác bây giờ được không? Nó rất đẹp. Em nhảy xấu lắm. Đừng ngại, chỉ cho anh đi mà. Trong đêm một mình nhớ em, chợt viết bài hát chưa kịp đặt tên. Nhìn lại chặng đường đã qua, lòng anh thấy yêu em rất nhiều. Khi yêu nào ai biết đâu, là trong hạnh phúc còn có thương đau. Nhiều lúc tưởng chừng mất nhau, rồi ta cũng đã vượt qua. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc.
khúc rất mới. Khúc này Hải xin được hát dành tặng cho một người rất đặc biệt, và cô ấy cũng đang có mặt tận nơi đây. Anh yêu em đến suốt cuộc đời, hứa với em ai yêu mỗi mình em thôi. Người ơi, luôn mong cho tình ta về sau bên lâu, đằng sau tựa như